Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 10 phút review. Trong tập trước, nhờ có Tề Đạo Lâm đưa cho một tấm lệnh bài thần bí mà Thạch Hạo đã thành công tiến vào tiên trì của Học viện Thiên Tiên. Tại đây, hắn bắt đầu hấp thu kim bồ quả. Trong tập này, chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Bắt đầu thôi. Thạch Hạo cắn kim bồ quả, cẩn thận hút một miếng nhỏ ngậm trong miệng, tiến hành luyện hóa. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của hắn như bị sét đánh, thứ này một khi tiến vào thân thể thì tan ra nhằm về tứ chi bát hài của hắn. Càng phụt, Thạch Hạo phun máu tại chỗ, gân đứt xương gãy. Một miếng nhỏ mà hắn cắn vào kia không để hắn điện hóa mà tiến vào khắp thân thể, tạo thành thương thế rất nặng. Hắn biến sắc, thứ này quả nhiên đáng sợ. Đối với nhân tộc mà nói, đó là thứ kịch độc, ẩn chứa đại đạo đáng sợ, hủy đi đạo quả của con người, thật sự khủng bố tới cực điểm. Dù là Thạch Hạo lúc này cũng như là bị sét đánh, xương cốt đứt đoạn, mất rất nhiều cái, thừa nhận đau đớn vô cùng. Chuyện này quả thật không dám tưởng tượng, một bộ phận chất lỏng của trái cây thôi mà có lực phá hoại như vậy, chuyên diệt sinh linh mạnh mẽ. Tinh hoa của thần liên độ kiếp và tiên trì mà Thạch Hạo hấp thu được cuối cùng cũng phát huy tác dụng, nhanh chóng chữa trị thân thể, nối lại xương gãy, khiến sinh cơ đang suy nhược của hắn từ từ khôi phục. Một loại đạo tắc không tên nào đó càng là đánh về nguyên thần của Thạch Hạo, hiển nhiên là ẩn chứa trong kim bồ quả vừa nuốt vào lúc nãy. Lúc này khiến cho đạo tâm của hắn không ổn định, nguyên thần suýt nữa thì nứt ra. Phong ấn, Thạch Hạo hét lớn vận chuyển nguyên thủy chân giải, cốt văn cổ xưa nhất đang xen chống lại sức mạnh quy tắc thần bí này. Đây là một trận đau khổ sống còn, chỉ trong chốc lát thôi mà Thạch Hạo từ thân thể đến nguyên thần đều cơ hồ bị vỡ nát, suýt nữa thì tử vong. Có thể nói nếu cao thủ thần hỏa cảnh mà gặp phải kiếp nạn như vậy đều chắc chắn phải chết, thế nhưng hắn lại gắng gượng vượt qua. Có hiệu quả, Thạch Hạo mừng rỡ, năng lực miễn dịch pháp lực của thân thể càng rõ ràng hơn. Quan trọng nhất là hắn cảm nhận được một luồng sức sống tràn trề, có thể làm cho loại năng lực này trưởng thành cùng với hắn. Sau đó hắn ổn định lại tâm tình, vừa uống chất lỏng màu vàng trong tiên trì, vừa cẩn thận nuốt vào một chút kim bồ quả. Đến đêm khuya thì hắn đã luyện hóa được hơn một nửa. Nhưng quá trình này quá nguy hiểm rồi, mặc dù có thần liên độ kiếp nhưng cơ thể hắn cũng bị nổ tung mấy lần, một lần thảm thiết nhất là gần như tan rã, tứ chi đều chia lìa, xương bả vai đều bị nổ bay. Qua một canh giờ nữa thì kim bồ quả đã hết 3/4. Ồ, dường như có một loại gợn sóng trật tự thần bí đang khuếch tán. Một bên khác của tiên trì nơi có thần liên độ kiếp, một thiếu nữ thân thể trắng nõn như mỡ dê lẩm bẩm. Nàng thanh diễm vô song, tắm rửa bảo dịch, thân thể hoàn mỹ không tì vết. Bên này Thạch Hạo rên la thảm thiết, vai phải nứt ra rồi lan về bộ ngực, máu tuôn như suối, nửa người suýt nữa bị xé đứt. Hắn nhịn đau khống chế cốt văn trị liệu thương thế, khuấy động tinh khí của tiên trì cùng với chất lỏng màu vàng của thần liên độ kiếp nhập thể để chữa trị vết thương. Sắc mặt Thạch Hạo trắng bệch, cắn chặt răng nhặt cắm tay kia lên, hút lấy tinh hoa trong tiên trì để nối lại tay đứt, chữa trị vết thương nghiêm trọng này. Nếu ở nơi khác thì dù là Thạch Hạo cũng chịu không nổi, bởi vì thân thể bị chém đứt, đạo cơ bản nguyên của thân thể bị tổn thương nghiêm trọng. May là ở nơi này có thần liên độ kiếp tan vào trong nước hồ, vật chất sinh mệnh màu vàng có thể làm cho xương trắng sinh ra máu thịt, giúp cho người sắp chết sẽ sống lại. Thạch Hạo hít sâu, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, có thể nhìn thấy rõ ràng chất lỏng màu vàng bên trong tiên trì nhanh chóng kéo đến, đi vào trong cơ thể hắn để chữa trị vết nứt trên người, tẩm bộ xương gãy. Đây thật là một kỳ tích. Bởi vì xương gãy nối liền, tay chân nối lại, thương tích nghiêm trọng trước kia đều đang khép lại gần như hoàn hảo, khôi phục thần tốc. Rất lâu sau, Thạch Hạo mở mắt, trong lúc chớp mắt lại có ký hiệu đang xen, tựa như một vùng sao trời thai nghén trong con ngươi đã hồi phục, tỏa ra sự sống. Bắt đầu, hắn chịu đựng đau đớn và hành hạ như trong địa ngục, tiếp tục luyện hóa quả thần, từng chùm sáng bốc lên quấn quanh trên người. Phía đối diện tiên trì có trong thần liên độ kiếp, một mỹ nhân thần giác kinh người, con mắt tựa như hai viên bảo thạch rạng ngời rực rỡ. Nàng lại cảm giác được điều lạ thường, hồ nước trong suốt, óng ánh, đường cong nguyệt thiền mềm mại, thân thể trắng nõn như ngà voi không một chút tì vết. Ánh mắt nàng lấp lóe, rẽ ra một làn sóng nước bơi về một hướng khác. Nàng yên lặng tới gần. Trong tay Thạch Hạo chỉ có một phần thịt quả rất nhỏ dính vào trên hạt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Quy tắc ẩn hiện, xích thần đang xen bên trong thịt quả này, mà cái hạt kia thì to bằng trứng bồ câu màu xanh lục, có một loại ma tính khi cầm nó khiến người ta sợ hãi. Ánh sáng xanh thẳm làm nổi bật lên vẻ trong suốt nơi bàn tay của Thạch Hạo. Thạch Hạo liều mạng há miệng cắn lấy phần thịt quả cuối cùng này, hóa thành tia sáng rực rỡ điên cuồng xông vào thân thể, cứ như ngựa hoang mất cương, một lần nữa bắt đầu chém sinh cơ của hắn. Trong tay hắn chỉ còn sót lại một cái hạt xanh thẳm. Thạch Hạo kêu rên, thân thể run rẩy, lần này xương ngực nổ tung, đồng thời trái tim phát ra một tiếng nứt vang. Việc này tương đối nghiêm trọng, như là gặp phải một đòn đánh chí mạng. Trong nháy mắt mà thôi, bộ ngực của hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, tựa như vỏ trái cây bằng phẳng bị nứt ra, dung nham tuôn trào, xuất hiện từng khe hở tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Nếu nơi này hoàn toàn nổ tung thì Thạch Hạo xem như bị hủy nửa người. Đau quá, Thạch Hạo nhếch miệng, khuôn mặt thanh tú méo mó ngã sắp xuống vùng vẫy lăn lội bên dưới đáy hồ nước. Thương thế của hắn quá nặng rồi. Thánh quang nhảy loạn, bộ ngực của hắn tan rã, hóa thành một chùm sáng chói lọi muốn đốt hắn thành tro bụi. Nơi đó có xương trắng lộ ra, nguy hiểm tột độ. Luân hồi, Thạch Hạo gầm nhẹ, thần hy nằm dày đặc trong cơ thể, cốt văn sáng lạn tựa như phượng hoàng tắm trong lửa, khoác lên một màn sáng thần thánh rực rỡ, bảo vệ thân thể hắn gia trì ở ngực. Chỉ chốc lát như thế thôi mà thân thể Thạch Hạo đã tan vỡ không dưới 10 lần. Hắn dùng tất cả thủ đoạn để chống cự, cốt văn sáng lên, thân thể lại tiếp tục gãy vỡ. Rất lâu sau đó, Thạch Hạo ngã trống vó lên trời, máu tươi nhuộm đỏ mặt nước nơi đó, thân thể rách nát, xương cũng không biết gãy bao nhiêu khúc, nằm im không nhúc nhích, vô cùng mệt mỏi. Vui mừng duy nhất chính là hắn đã chịu đựng được. Mình thành công rồi sao? Thạch Hạo nở nụ cười, tuy mệt mỏi đến mức con mắt đều muốn nhắm lại,
thế nhưng có một loại cảm giác thỏa mãn rốt cuộc cũng chịu đựng nổi rồi. Xa xa sóng nước lấy lên, một thân thể giống như nàng tiên cá trồi lên mặt nước, mái tóc ướt đẫm như từng viên chân trâu óng ánh, khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở, yên tĩnh nhìn kỹ phía trước. Một người con trai, Nguyệt Thiền khiếp sợ. Ánh sáng lóe lên, trên người nàng xuất hiện chuyên giáp cấp thần, nhanh chóng điều chỉnh đến trạng thái chiến đấu. Mỗi tháng ngày chẵn là ngày học viên nữ được phép sử dụng, ngày lễ mới là của học viên nam. Hiển nhiên người này đã vi phạm nội quy, ngày chẵn cũng xong tới. Đây là muốn làm loạn sao? Mặt cười của Nguyệt Thiền lạnh lẽo, một người đàn ông xông vào đây, cách nhau không xa chẳng khác nào là tắm chung với nàng. Trong lòng nàng sinh ra cơn giận dữ không thể nhịn được. Cùng lúc đó, chưa đợi nàng làm ra động tĩnh gì thì Thạch Hạo cũng cảm giác được, nén lại mệt mỏi, đột nhiên đứng dậy nhìn về mỹ nhân đối diện, làm tung tóe mảnh bọt nước lớn. Soạt, thân thể hai người đều phát sáng tiến hành phòng ngự, kết quả làm cho những cốt văn nằm dày đặc bên trong hồ nước va chạm kịch liệt với nhau. Trong mi tâm của Nguyệt Thiền bay ra một cầu vòng bảy màu, đây là công kích thần thức mạnh mẽ nhất, muốn làm Thạch Hạo kinh sợ, khiến hắn mất tinh thần. Thạch Hạo mới vừa trải qua tai nạn lớn, hiện đang vô cùng suy yếu nên không chống lại trực diện mà lao ra khỏi hồ nước tránh về một bên. Tên xấu xa, ngươi đêm nay lại tiến vào tiêu trì, quá vô liêm sỉ. Nguyệt Thiền quá khẽ, mắt đẹp của Nguyệt Thiền sáng như sao, chốc lát đã nhìn ra được Thạch Hạo đang suy yếu, sắc mặt hắn tái nhợt, đồng thời nơi đó nước trong hồ đỏ tươi, hiển nhiên là bị thương nặng, mất rất nhiều tinh huyết, trạng thái không được tốt. Khóe miệng Nguyệt Thiền lộ ra một tia cười nhạt, khuôn mặt yêu kiều trắng loáng và thanh diễm, giờ phút này giống như hàng nga lướt sóng mà đi, tấn công về phía Thạch Hạo, hồng trấn áp hắn. Nguyệt Thiền trước sau sử dụng năm loại bảo thuật lớn, ánh sáng chói mắt, lấy loại thần thông mạnh mẽ cùng lúc giáng xuống chiếu khắp hồ nước, khóa chặt Thạch Hạo. Dưới tình huống bình thường mà nói thì đòn đánh này của nàng có thể khiến tất cả các sơ đại căng thẳng, bởi vì quá kinh người. Đây là lần va chạm mạnh nhất. Trong phút chốc, Nguyệt Thiền ngạc nhiên, nàng phát hiện tất cả bảo thuật đều mất hiệu quả. Khi đến gần thân thể của đối phương thì một luồng ánh sáng quét ra, bảo thuật tán loạn, mà bản thân nàng đã tấn công tới gần đối phương, suy tính việc bắt vào vòng tay cũng đã không thành, nàng không thể không cận chiến với đối phương. Thạch Hạo nuốt kim bồ quả, miễn dịch pháp lực được kiên cố thêm một bước khiến mạnh mẽ hơn trước đây, tự nhiên ở giai đoạn đầu chặn lại được năm đại thần thông. Vốn thân thể hắn suy yếu muốn rời đi, nhưng khi nhìn thấy đối phương hạ xuống gần trong gang tấc, hắn quyết đoán đánh lại. Trên người hắn có phá giới phù, đêm nay căn bản không cần lo lắng đi không được. Trong nháy mắt, hai người đều bắt được một cánh tay của đối phương nên nhanh chóng quấn chặt lẫn nhau. Đêm trăng bắt người đẹp, Thạch Hạo trêu chọc, ngươi đi không được rồi. Trên dung nhan hoàn mỹ của Nguyệt Thiền lấp lóe ánh sáng thánh thiện, mái tóc tung bay, làn da như mỡ đông, thần quang trong con ngươi rực rỡ. Hai người giao dư với nhau, cánh tay phát sáng, mà Nguyệt Thiền thì lại vận chuyển cốt văn, tinh lực của đối phương đang suy yếu, cho nên bắt đầu trả đũa trấn áp mãnh liệt. Hai bên va chạm cứ như là kim loại giao kích vậy. Quả thật là Thạch Hạo không ở trạng thái đỉnh cao, tinh lực bản thân hao tổn, trong lĩnh vực am hiểu nhất, cận chiến lại không thể có hiệu quả ngay lập tức. Nếu là ngày thường, nếu có ai áp sát tới gần như thế này thì Thạch Hạo chắc chắn sẽ chiếm thế thượng phong, người bình thường khó có thể ưu thế bẩm sinh như thế này. Không ổn, phải tốc chiến tốc thắng thôi, nếu không nhất định sẽ thua trong tay người vợ này mất, nếu thế thì hậu quả khó mà lường được. Thạch Hạo nghiêm nghị. Năm luồng hào quang xuất hiện, bàn tay của Thạch Hạo vô cùng sắc bén, diễn biến thành áo nghĩa của móng vuốt chân long. Đây chính là tán thủ đã đạt được trong bí cảnh nguyên thiên, là việc học thần thánh của cận chiến. Việc khiến người khác giật mình chính là bàn tay như ngọc ngà, trắng mịn và lấp lánh của Nguyệt Thiền lại có thể chặn đứng đòn đánh này. Trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch, bởi vì miễn dịch pháp lực rất nhanh sẽ mất đi hiệu lực, nhất định phải có hành động đột phá phong tỏa của đối phương. Thạch Hạo phát sáng, hắn vận dụng pháp môn côn bằng biến dị, vòng xoáy màu vàng xoay tròn quanh người, vừa giống như là lớp vảy, vừa giống như là lông chim vàng đang cuộn tròn hóa thành một vòng xoáy. Vòng xoáy màu vàng ống kia chuyển động, Thạch Hạo phát sáng cứ như là một con chim thần hình người quân lâm thiên hạ, nuốt chửng tinh hoa thiên địa tám phương để cung cấp cho bản thân mình. Đây chính là thần kỹ lấy yếu chống mạnh. Chỉ trong nháy mắt, Thạch Hạo đã khỏe hơn không ít. Hắn tới gần Nguyệt Thiền, sau đó giơ tay phản công, bàn tay cứ như là vuốt rồng. Lần này Nguyệt Thiền biến sắc mặt, vừa nãy do thấy tinh lực của đối phương khô cạn cho nên mới dũng mãnh phản đòn, nhưng nay gặp phải tình huống như thế này thì lập tức cánh tay cảm thấy đau nhất. Về một tiếng, Thạch Hạo lướt sang ngang đi tới bên cạnh tiên trì rồi điên cuồng rút lấy bảo dịch của thần liên độ kiếp. Hắn nhất định phải khôi phục lại trạng thái đỉnh cao trong thời gian ngắn nhất, nếu không tinh lực hao tổn, pháp lực suy kiệt thì khó có thể bắt giữ được Nguyệt Thiền. Hắn có mấy đại bảo thuật nhưng hiện giờ không đủ sức để triển khai. Tụm một tiếng, Thạch Hạo lặn sâu xuống đáy hồ, vòng qua thần liên độ kiếp để rút lấy thần lực tăng cường cho bản thân. Chỉ cần khôi phục lại như cũ thì tất cả đã không còn là vấn đề nữa. Còn có cái hạt này không biết có hiệu quả hay không. Thạch Hạo lẩm bẩm rồi lấy ra cái hạt màu xanh biếc của kim bồ quả, thử rút lấy một chút sức mạnh của thứ này, vì thứ này có thể giúp bản thân tiếp tục sử dụng thứ năng lực miễn dịch pháp lực kia thêm lần nữa. Đương nhiên hắn cũng không dám luyện hóa, sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Có hiệu quả, Thạch Hạo giật mình, hiệu quả cũng không phải rõ ràng, thế nhưng quả thật là có thể phát động và thân thể hắn có phản ứng, có thể giúp sử dụng thêm lần nữa trong thời gian ngắn. Thạch Hạo thử nghiệm nhiều lần nhưng liền lộ vẻ kỳ quái, hắn lại thành công, thế nhưng mỗi lần thì năng lực của miễn dịch pháp lực lại yếu đi một chút, cũng chỉ có thể chống đỡ trong nháy mắt mà thôi.
Lần này hắn quay ngược trở lại, toàn lực xuất thủ tạo ra màn ánh sáng cốt văn trong nguyên thủy chân giải hóa thứ một nát thành hiếm thấy trấn áp về phía Nguyệt Thiền. Cái gì? Nguyệt Thiền hoảng sợ, bảo thuật lần nữa mất đi hiệu lực, đối phương nhanh chóng lao tới trói buộc nàng. Thạch Hạo tạo ra động thiên duy nhất, toàn lực ra tay tiêu hao hết thảy pháp lực nhằm giam cầm Nguyệt Thiền, cố định nàng trong thời gian ngắn ngủi. Hắn giơ tay trấn áp phong ấn Nguyệt Thiền, tất cả những việc này chỉ xảy ra trong nháy mắt, kinh biến liền xuất hiện như thế. Mi tâm của Nguyệt Thiền phát sáng hồng chống lại, thế nhưng Thạch Hạo lại giơ tay điểm ngay trên cái trán trắng bóng đó, lập tức nàng cảm thấy đau nhức không thể phát ra đòn đánh ấy. Hơn nữa bên trong động thiên duy nhất của Thạch Hạo thì nàng vốn đã gánh lấy hạn chế, bất luận triển khai thứ gì thì đều rất gian nan. Thạch Hạo không ngừng xuất thủ lên trên người của Nguyệt Thiền tiến hành quá trình phong ấn, bởi vì hắn không yên tâm cho lắm. Hữu duyên ngàn dặm, nay gặp mặt lại xem ra chúng ta thật sự có duyên phù thê mà, Thạch Hạo cười nói. Cơ thể của Nguyệt Thiền trắng mịn, chiến y thần linh trên người phát sáng, thế nhưng không hề có chút tác dụng nào, vẫn bị phong ấn những chỗ yếu hại. Đặc biệt Thạch Hạo lại còn ôm chặt chiếc eo nhỏ của nàng, thổi một hơi nhẹ lên tai nàng, cứ như đang đùa giỡn. Việc này khiến da gà nơi chiếc cổ trắng ngần ấy nổi lên, khó có thể tĩnh tâm được. Dám chiến một trận công bằng với ta không? Nguyệt Thiền khẽ nói, tận lực giúp bản thân mình tỉnh lại. Tinh lực của ta đã khô cạn, thế nhưng cũng chưa hề bị ngươi trấn áp. Nếu thực sự đối đầu thì ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi à? Thạch Hạo vừa nói vừa dùng lực ôm chặt lấy chiếc eo thon của nàng, sau đó tiếp tục phong ấn. Có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Nguyệt Thiền bình tĩnh mở miệng, cơ thể trắng mịn phát sáng, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Thạch Hạo kinh ngạc, nàng vì sao lại bình tĩnh như thế chứ? Giọng điệu y chang hắn vậy, chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa ư? Đột nhiên Thạch Hạo biến sắc rồi quát to một tiếng không ổn. Hắn phát hiện hạt của kim bột quả nứt ra, bên trong lại có một hạt màu xanh biếc rớt ra, tiến vào thân thể và điên cuồng tấn công cơ thể của hắn. Làm sao lại như thế chứ? Thạch Hạo kêu to, việc này quá đột ngột, hắn cũng không hề hay biết hạt giống này kinh khủng như thế, có thể cảm ứng được dược hiệu bên trong cơ thể và muốn dung hợp lại với nhau. Thân thể của Thạch Hạo phát ra ánh xanh, hạt giống đó bắt đầu tan ra, pháp tắc kỳ dị và thần lực đấu đá bừa bãi với nhau, lúc này cơ thể hắn xuất hiện những vết rách. Dừng! Thạch Hạo hét lớn, thế nhưng không cách nào triển khai được những bảo thuật mạnh nhất vì hắn đã sức cùng kiệt lực, pháp lực tiêu hao gần như sạch sẽ. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển nguyên thủy chân giải dựa vào những thứ cốt văn đơn giản và tiêu hao ít nhất nhằm dày đặc trong thân thể và tinh thần hồng đối kháng lại toàn bộ. Đây là cuộc đối kháng sinh tử, lúc nào chiếc đèn của Thạch Hạo cũng có thể tắt, thân thể gần như nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ thần trì. Cũng không biết trôi qua bao lâu thì hắn mới dần ổn định lại, lực phá hoại và sinh cơ đã đạt tới mức cân bằng, cả người đều rách toát, nguyên thần lờ mờ. Nhưng mà sự tình không ngờ lại diễn ra, Nguyệt Thiền chuyển động, đôi mắt sáng ấy lưu chuyển tuệ quang, băng cơ ngọc cốt, tóc đen buông xõa, hào quang trên dung nhan quanh thành ấy tỏa sáng. Quả nhiên là ngươi. Nàng khẽ mở môi hồng, trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch nói, sao ngươi có thể thoát ra vậy? Ở hạ giới thì đã từng bị ngươi áp chế một lần, ta cũng sẽ không bao giờ bị lại lần thứ hai nữa đâu, Nguyệt Thiền nói. Thạch Hạo thở dài, cuối cùng lại phải dùng thần chú để bảo vệ sao? Hắn thực sự không muốn tiêu đi thứ này bởi vì quá quý giá. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là Nguyệt Thiền rất yên lặng, tư thái duyên dáng đứng yên nơi đó, chứ cũng chưa hề ra tay và cũng chẳng có chút sát khí gì. Nương tử, Thạch Hạo mở miệng, cặp mắt của Nguyệt Thiền lấy lên, tay áo phấp phới càng thêm xuất trần hơn, có thể giúp không? Tâm tư của Thạch Hạo chuyển biến cực nhanh liền hỏi thế. Cần à? Cặp mắt của Nguyệt Thiền chớp chớp, tiên cơ ngọc cốt, thân thể uyển chuyển đang phát sáng không hề dính chút khói bụi hồng trần nào. Cần. Mặt ngươi dày thật đó, Nguyệt Thiền cười nhạo. Hoạn nạn mới thấy chân tình, nàng với ta từng có hiểu lầm, thế nhưng tóm lại cũng đã mở được nút thắt. Chúng ta từng cùng nhau ở hạ giới, đáng ra phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Thạch Hạo mở miệng mà tim không đập, mặt không đỏ. Ngươi sao có thể vào đây? Rất lâu sau thì nàng hỏi thế. Sở hữu một lệnh bài kim loại màu đen, Thạch Hạo cũng không hề giấu, hắn cảm thấy đó có hy vọng. Đối phương tự như không hề lộ ra sắc ý. Song Thiên Quang, bước qua thang trời, chính là ngươi, Nguyệt Thiền hỏi. Đúng, Thạch Hạo đáp. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Thạch Hạo không biết nàng sẽ làm gì, chỉ có thể cẩn thận quan sát. Rốt cuộc nàng giơ cánh tay như ngó sen kia lên, chuẩn bị ra tay nhắm về phía trước. Trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch, lông tơ dựng đứng. Xoẹt, một luồng ánh sáng lấp lánh bay ra trúng lên trên người Thạch Hạo, mang theo khí tức vô cùng mạnh mẽ, còn có một luồng sức mạnh hùng hồn hào quang chiếu sáng toàn bộ hư không. Trong nháy mắt Thạch Hạo gần như muốn lấy ra thần phù bảo vệ, thế nhưng sau đó ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được một luồng mềm mại và chút thần thánh. Trùm sáng này cũng không có bất kỳ sát cơ nào, mà cứ như là cam lộ đang buông xuống, vô cùng thoải mái tiến vào thân thể của hắn. Ráng lành bốc lên, mờ ảo mịt mù bao phủ lấy Thạch Hạo, cứ như là một chiếc kiến lớn bao bọc lấy hắn, bắt đầu cuộn lột xác thần thánh. Sau một khắc, mi tâm của Nguyệt Thiền phát sáng, một cái dấu ấn hiện lên, ánh sáng thần thánh vung xuống, nơi mi tâm của nàng trở nên mịt mờ, sau đó chùm sáng hừng hực ngập tràn nhằm về phía Thạch Hạo, tẩm bổ cho nguyên thần của hắn. Thời gian rất lâu sau, rốt cuộc Thạch Hạo cũng hoàn toàn luyện hóa kim bộ quả và hạt giống, hòa vào trong máu thịt tẩm bổ bản thân, đại công cáo thành. Hắn cẩn thận lĩnh hội, thời gian của miễn dịch pháp lực đã tăng lên một chút, quan trọng nhất chính là hắn đã cảm nhận được một luồng sinh sôi liên tục có thể giúp bí lực trưởng thành, đây mới là cơ bản nhất. Thạch Hạo lúc này cũng xuất hiện ra chân thân thật sự của mình, sau đó từ từ đi về phía Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền xoay người rồi trách, mặc y phục vào đi. Thạch Hạo lấy ra một bộ chiến y từ trong túi càn khôn rồi mặc lên người, da mặt dày tới cả thước cho nên mặt chẳng hề thay đổi, đi về trước nói, cảm ơn nhé vợ yêu. Tới đây cũng kết thúc tập 162 của Thế Giới Hoàng Mỹ rồi, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình và nhận thông báo cho tập sau nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.